không chạm cái gì lương thực cả. Thứ ấn tượng nhất trong ngôi nhà tiền tỷ của ông Nguyễn Văn Tiêu không phải là những đồ đạc đắt tiền, mà là dãy dài những bằng khen, giấy khen. Trong số này, bằng khen từ Chủ tịch Hồ Chí Minh được ông trân trọng nhất, bởi nó đánh dấu một chặng đường cống hiến cho cuộc cách mạng chống giặc xâm lược của toàn dân mà ông là một phần trong đó. Cuộc chiến ấy vẫn còn in dấu trên thân thể và không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của người thương binh 4/4 này. Như chúng tôi thương binh không ra được, thì anh em mới đưa ra ở cánh đồng để mà núa thì trú ẩn. Thì đến nó cạn gần trưa thì là nó đi đến nó mới cạn giang tay ở cánh đồng núa. Con gái thì là bắt đầu nó dẫm thấy, mang lên nó mới đâm, mày không chết. Cuối năm 3 thì nó lại đưa đi bán đảo Cam Ranh, tù đấy. Thì đến sau khi hòa bình ở miền Bắc thì tôi được trao đổi ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Trở về từ chiến tranh, tinh thần tiên phong của người lính thôi thúc ông phải nỗ lực hơn trong cuộc sống. Là người đầu tiên trong xã thử nuôi ba ba, ông gần như đã gặp thất bại ngay lập tức. Coi như là 121 con, chỉ còn có 21 con, còn 100 con, chiều nay mua sáng mai là cứ nổi vòng quanh chị ảo. Bà nhà tôi còn thì bà xuống bà trông thấy. Thì bà bảo ôi ông ấy bây giờ người ta mà vứt tiền đằng ao trong tâm bây giờ. Chả trông thấy tâm mà chỉ ngửi thấy thối. Lính cụ Hồ không cho phép mình thất trận một cách dễ dàng. Với sự giúp đỡ của giáo sư Nguyễn Lân Hùng, cộng với nỗ lực, kiên trì cũng như độ nhanh nhạy của bản thân, ông đã trở thành chủ trang trại nuôi ba ba nổi tiếng khắp Bắc Ninh, là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh trong 8 năm liền. Gia sản khang trang hiện nay là do tiền lãi nuôi ba ba mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng mà có. Màu áo cũng như tác phong người lính vẫn luôn bên ông trong cuộc sống thường ngày. Bàn tay thương tật không cài được cả cúc áo, nhưng vẫn hỗ trợ đắc lực cho công việc làm ăn. Cứ thế, thành công nối tiếp thành công. Ông đã trở thành một điểm sáng làm kinh tế ở địa phương. Là một người lính cụ Hồ, thì trong quá trình đó thì gia đình phát triển thì đồng chí cũng đã gương mẫu, tức là nhân những cái nhân tố điển hình trong cái làng xóm và trong xã và các địa phương từ Hải Phòng về đến Bắc Ninh, các tỉnh lân cận hướng dẫn cho các cựu chiến binh khác cùng làm về cái kinh nghiệm thực tế của mình, rồi thì tạo điều kiện cái vốn liếng cho những đồng chí cựu chiến binh còn khó khăn, và sau khi đã tạo ra rồi thì đến hướng dẫn cách chăm sóc và cho ăn. Quan điểm sống của người cựu chiến binh rất đơn giản, chỉ đi theo lời kêu gọi của Đảng và sống sao để ngẩng cao đầu như khi đang chiến đấu. Trong cái lúc chiến đấu thì mình phải xác định mình là quân đội nhân dân, là con em của nhân dân. Đã chiến đấu là phải dũng cảm. Khi trở về đời thường, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế thì bây giờ yêu cầu của Đảng, của nhà nước cũng phát triển kinh tế, thì mình cũng lại phải đi tiên phong vấn đề đó. Chúng tôi phải xác định mấy câu này. Nói phải đi đôi với làm. Chỉ nếu lý thuyết giỏi mà người ta nhìn thấy các công việc mình làm không ra gì thì người ta không nói trước mặt, như trước sau dư luận nó sẽ có. Phải là người tiên phong, nói được phải làm được. Người cựu chiến binh 90 tuổi này đã thành công trên cả hai mặt trận gian nan, chiến trường và kinh tế. Nó khẳng định một chân lý: không bao giờ là quá muộn để làm giàu. Và bộ đội cụ Hồ dũng cảm, kiên cường cũng có thể trở thành một người làm kinh tế tài năng bằng bản lĩnh của một người lính.